بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Bằng chứng cho sứ mạng Nabi và dấu hiệu của sứ mạng Nabi, đó là thiên kinh Quran. Theo ông Yahya bin Aksam kể, Al-Ma'mun lúc đó ông còn là thủ lĩnh của một vùng, đang ngồi cùng với hội đồng xét xử, tức hội đồng tranh luận. Có một nhóm người bước vào, trong đó có một người đàn ông Do Thái ăn mặc đẹp, khuôn mặt đẹp, có mùi thơm trên người. Yahya kể, người Do Thái nói chuyện với lời lẽ rất hay và thu hút. Sau khi kết thúc buổi xem xét thì Ma'mun cho gọi ông và hỏi, anh là người Israel phải không? Tức là người Do Thái. Người Do Thái đáp, đúng. Ma'mun nói, anh hãy vào Islam đi, ta sẽ cho anh điều này và như thế này. Thủ lãnh đã hứa hẹn với ông nhiều điều tốt nếu như ông vào Islam. Người Do Thái nói, không, tôi theo đạo của tôi và tổ tiên của tôi. Rồi ông bỏ ra đi. Yahya kể, đến năm sau người đàn ông Do Thái đã trở lại gặp chúng tôi với thân phận là một người Muslim. Yahya kể, ông đã giảng về giáo luật thực hành tức là fiqh và hadith bằng lời lẽ rất hay và lôi cuốn. Sau khi thuyết giảng xong thì Al-Ma'mun cho gọi ông mà hỏi, chẳng phải anh là người bạn năm ngoái của chúng tôi đó sao? Người Do Thái bảo, đúng tôi đây. Al-Ma'mun nói, nguyên nhân gì khiến anh vào Islam? Người đàn ông Do Thái trả lời, xin thủ lĩnh hãy lắng nghe và hãy nói Allahu Akbar. Sau khi tôi rời khỏi thủ lĩnh vào ngày hôm đó, tôi muốn tự kiểm chứng các tôn giáo này và tôi rất giỏi về viết, có nghĩa là tôi viết rất tốt. Vì vậy tôi đã cố tình sao chép 3 bản Torah, tức kinh cựu ước, và tôi thêm bớt vào 3 bản đó. Rồi tôi mang 3 bản đó đến nhà thờ Thiên Chúa để bán, và họ đã mua chúng từ tôi mà không cần đọc hay kiểm chứng gì cả. Tương tự, tôi đã sao chép 3 bản Injil, kinh Tân Ước và cố tình thêm bớt vào trong đó. Rồi tôi mang đến nhà thờ của Do Thái để bán và họ đã mua chúng từ tôi mà không cần đọc hay kiểm chứng gì cả. Cũng theo cách đó, tôi đã chép 3 bản kinh Quran và cố tình thêm vào đó vài trang. Những người Muslim bảo họ sẽ không chấp nhận các quyển sách này cho đến khi họ đọc và kiểm chứng xong. Khi họ phát hiện nhiều thiếu sót thêm bớt trong Quran là họ liền đốt bỏ và gần như họ muốn giết tôi. Điều đó cho tôi biết rằng quyển kinh đã được sự bảo vệ từ Allah. Đó chính là nguyên nhân vào Islam của tôi. Walhamdulillah.